Tuổi Nhâm Thân sinh con năm 2025 có tốt không? Năm 2025 là năm Ất Tỵ, tức là năm con rắn. Kinh nghiệm của người xưa truyền lại, những người tuổi Tỵ là những người sống rất khôn ngoan và khéo léo. Họ lại là những người giàu tình cảm, sống nội tâm và có một vẻ đẹp rất cuốn hút. Nhâm Thân có thể chọn năm này để sinh em bé. Sự nghiệp: khi quyết định lập gia đình, nữ Nhâm Thân xác định phải đối mặt với những áp lực, cảm xúc vô hình đến từ bản thân và cả những nhà tuyển dụng. Quyết định làm mẹ có thể đóng đinh sự nghiệp của họ như thăng tiến chậm hay hạn chế về thu nhập. Tuy nhiên, Nhâm Thân đừng quá lo. Bé tuổi Ất Tỵ hợp với cha mẹ Nhâm Thân, nên sau khi sinh con, bạn không hề bị kìm hãm sự nghiệp. Khi bé đủ cứng cáp, bạn được bé làm thiên thần hộ mệnh, sự nghiệp thăng tiến dễ dàng hơn rất nhiều. Người thất nghiệp có tin vui tìm được công việc. Có thể nói con cái chính là quý nhân của Nhâm Thân trong năm 2025. Về tài vận, bé tuổi Tỵ là con người sắp xếp trong top con giáp may mắn nên sinh ra đã hanh thông tốt đẹp. Vì vậy, người tuổi Nhâm Thân rất hợp với sinh con tuổi Tỵ. Càng sinh vào đầu năm thì cha mẹ càng dễ được hưởng phúc lộc từ con. Tiền kiếm vào như nước, có của dư ra để lo cho tương lai con cái sau này. Về sau, tính được nhiều của cải, vinh hoa phú quý ghé thăm dồn dập. Hơn nữa, bé tuổi Tỵ rất thông minh, có tài, nên sao dễ có tiền rộng rãi. Tay trắng có thể xây dựng cơ ngơi hành tráng. Tình cảm: cha mẹ Nhâm Thân hợp tuổi con nên dễ dạy bảo bé Ất Tỵ. Con cái rất hiếu thảo với cha mẹ về sau, đặc biệt. Thật tuyệt vời nếu gia đình Nhâm Thân sinh đôi. Hai con sẽ cùng cha mẹ xây dựng gia đình hạnh phúc viên mãn, lớn mạnh. Nếu cung của con tương sinh với cha mẹ thì sẽ hòa hợp lâu dài. Còn nếu khắc tuổi cha mẹ hoặc mẹ thì người con sẽ giữ vai trò dung hòa mối quan hệ này. Về sức khỏe, tuổi Nhâm Thân sinh con năm 2025 sẽ không quá vất vả về việc chăm sóc con. Bé tuổi này khá hợp tuổi Thân nên khi ít khi ốm đau nặng, bé sẽ thường ốm vặt thay vì ốm lâu dài. Cách chăm sóc nuôi dạy con của người tuổi Thân giúp con sống độc lập và tình cảm, nhờ đó họ có khá an tâm, có cuộc sống an nhàn. Khi con cái họ trưởng thành, sau 50 tuổi họ hạnh phúc với sự quan tâm chăm sóc của con cháu. Kết luận, tuổi Nhâm Thân sinh con năm 2025 rất tốt, bởi làm cha mẹ là điều hạnh phúc nhất thế gian. Hy vọng những thông tin vừa rồi chia sẻ sẽ giúp ích được cho các mẹ bầu. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong video tiếp theo.